Tết đến rồi, bắt đầu ưu đãi kim cương thôi. Nhân dịp đầu năm mới, shop thỏ tv.com ưu đãi lên đến mấy ngàn kim cương cũng có nha. Và đặc biệt các phòng quay được giảm giá 80%, giá rẻ và tỷ lệ ra kim cương cực cao. Truy cập ngay shop thỏ tv.com nha. Hello mọi người, thì chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì mọi người có thấy ai không? Đây là ai? Mình là Uni nha mọi người. Còn đây là mình là Thông nha. Tụi mình đang chuẩn bị đi ăn. Thì mình đang đợi một thành viên nữa, nhưng mà cũng khá là lâu mọi người ạ. Đang đâu đợi. Giang á, Giang nó mít cú vào nãy lên thấy đang bôi son đây đó. Không bôi đâu, bôi kẻ son mắt thôi. Kẻ mắt à? Nhiều lắm. Quá trời rồi. Bây giờ xong hết rồi nha mọi người, chỉ đợi mỗi ông Giang thôi. Anh ơi xuống. Nó vẫn chưa xuống nha. Quá trời mắc cấp rồi. Nửa tiếng đồng hồ, tụi mình đang đợi nửa tiếng đồng hồ rồi đó. Sao bạn có mắc cấp luôn à? Không không, mình đâu như Giang đâu. Có son nó đưa đây kìa. Đó, ông xuống kìa mọi người. Anh lâu vậy anh? Anh biết đợi mất kết cúp anh là lâu lắm không? Ok, bây giờ tụi mình sẽ đi ăn với Sứa Sina nha mọi người. Cùng với Ní và lại Thông nữa. Và tụi mình sẽ đi ăn đồ nướng cùng với Sina Tuyền Xu đang ở đằng sau thì mọi người đấy. Thêm một cặp nữa đó là Ní với là Thông nha anh em. Hai người này chắc chưa phải là người yêu đâu nên là mọi người đừng có nghĩ sâu xa nha. Quán cũng khá là gần công ty nên là đi mấy phút cũng đã tới rồi. Đó là quán đồ nướng Panda đó mọi người. Đi ai đi quận 7 sẽ biết ở chỗ này nha. Thì những gương mặt quen thuộc đó chính là đó. Ờ vậy đó, cũng khá là cute nha mọi người. Đấy, mà mình Sina mất dạy ghê anh em ạ. Ủa mà la đổi chỗ, con trai gái con gái đó, nó tính là vậy đó, vậy đó. Đấy, mình đưa tay coi ông hiểu ý mình không nha, vẫn không hiểu ý nha, trộm há cắn luôn kìa, ngồi lên, đúng rồi. Đồ ăn bao gồm tôm nướng, thịt nướng và cái gì thịt quanh kim châm á mọi người, nướng luôn, nó tính lại là đồ nướng hết á. Rất chi là ngon anh nha. Đấy, trời khá là phong phú nha, ok, 1, 2, 3, vô. Ra đây chủ yếu là người yêu mình nướng thì mình chỉ việc ăn thôi nha. Rất chi là tiện lệ nha. Ấy còn một cặp Thông với Ní nè. Đấy kêu gấp đồ ăn cho Ní mà gấp gao cho Ní không. Bảo là Ní mập lắm ngồi ăn gao đi, đừng ăn thịt nữa. Má ba cười kìa trời ơi. Nói thiệt nha, hai người này đang crush nhau đấy chứ không phải là yêu nhau đâu nha. Chừng nào tới với nhau thì tính sao. Gấp thịt cho mình kìa. Nói thiệt ra mình kêu ông gấp cho mình đó. Đấy trời có đồ ăn kìa. Thôi ăn thôi, nó nhiều lắm rồi, nãy review hơi nhiều đó, giờ ăn thôi anh em ơi. Ok giờ mình sẽ đút cho ổng ăn thử nha. Đó anh ăn đi ăn ngon, anh phải ngon chứ, em đút phải ngon chứ đúng không. Đấy khúc này Sina dễ tính gấp cho Su nè mọi người, tính lấy cây gấp luôn á nha, chứ phải lấy đồ đũa rồi nha, nhắc mới lấy đi nha. Trời ơi có duyên ghê không. Còn Su thì gấp cục gạo lại. Có quả có lại thôi. Ok 1, 2, 3 vô tiếp nè. Nói thiệt ra nãy giờ mình chưa ăn, bây giờ mình mới ăn nè anh em ơi. Chúc mọi người ăn ngon miệng nha. Trời ơi ăn thử coi, nó dai mà nó ngon. Khúc này hai đứa ngựa nha má, cầm hai con tôm đó, chéo tay ăn đồ đó, tình cụm đồ he đó, đi ăn ngon lành đồ he, rồi lấy cây mình nó giật mình ăn luôn trời. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Ảo thịt đi. Giới thiệu mọi người món mình thích nhất đó chính là thịt cuốn quanh kim châm nè, trời ăn nó dai mà chấm sốt mà nó ngon gì đâu. Nó là một cái cục mỡ. Ra là nó chưa chín. Nhưng mà ra thì nó chưa chín, nhưng mà chưa chín thì nó có rất là nhiều đạm nên là cũng hơi là ngon. Nhưng mà khoan, sao cái đầu mày có thể thối như thế nhỉ? Hả? Cái đầu mày chỗ này không có tóc. Tại vì thằng hớt tóc nó không cho có tóc. Này hay nè, à, tỏi này. Tỏi đó. Thì đó hết kìa. Sao mày không nhớ vậy? Cho tao thấy thịt tái quá vậy. Đúng rồi đó, cái mình tôi biết quá. Ôi trời. Ok, tới lúc mình gấp cho chồng yêu của mình nha mọi người. Đó, ngon anh. Ừ, phải ngon chứ. Ừ, không ngon thì chết game đó. Đó, chứ tim cơm chó rồi he, tình cảm rồi he. Kiểu ăn của mày xong ăn của Sina nữa, rồi sau này ăn của nhỏ này xong rồi ăn của người kia nữa. Quá trời. Đồ, cái người hai lòng. Để cho ăn đi. Anh Giang nướng rất là bình thường nha, tới khi Thông nướng khói bay mịt mù, còn Sina lấy cọng rau thôi nó quạt cho khói đừng bay nữa. Ảo thịt đấy anh em ạ. À. Ní là chỉ biết cười thôi, bất lực quá mà biết nói gì giờ. Thôi rồi đắp cái này lên cho nó chảy ra. Đắp ra ngoài lên, đắp ra ngoài lên. Đúng rồi, chính chưa. Anh em chuẩn bị coi mình mắt lên này. Đơn đi về luôn. Hắt rồi chính chưa.
kiểu Hàn Quốc rồi. Hàn Quốc chứ Hàn Quốc gì? À, cái miếng gì to chứ vậy? To quá, nhét vô muỗng được. Được em, được được. Nã cái miệng to lên. Từ để khé ra được, khé ra. Đâu anh nó cái miếng thịt kìa, cho anh nó cái salad đâu. Trời ơi, kể Việt Nam đi mà ơi. Rồi nè, kiểu Hàn Quốc nè. Kiểu Hàn Quốc. Hàn Quốc nha. Đó, 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 cái mỏ kìa, cái mỏ. Trời. Cái mỏ như cái lỗ hổng vô bụng vậy. Có cái mỏ dễ thương, cái mỏ dễ thương. Rồi, cái mỏ dễ thương rồi, mọi người coi nhai kìa. Đây, đây, cái mỏ kiểu này nha. Là, tới xu nè, tới xu nè. Đẩy mạnh vô. Ờ, thật mạnh vô, đúng rồi. Nhai, đúng. À, con chó này. Ngon. Quá ngon luôn. Ngon nha. Quá ngon luôn. Ok, đây xong rồi thì tụi mình đi karaoke nha mọi người. Hôm cái nặng này, trời ơi, mình tập đây mình đi karaoke nè. Đó, mỗi cặp nha. Cặp nào nghe cặp nấy nha. Trời, lâu lâu mới có một bữa nên là ok đi thôi. Cũng đã gần Tết rồi, quẩy tưng bừng đi anh em ơi. Ok, thì tụi mình đi karaoke. Hello. Đây là những bạn rất thích karaoke nha mọi người. Chị xin luôn. Chúng ta sẽ đi karaoke một cái quán này, là cái quán cũng xịn. Đúng rồi, cũng xịn. Cái quán karaoke rất là đặc biệt, là nó có nhiều mèo và đi mà nó có hai cái lo gạo cộng hai cái karaoke. Thì nó sẽ nhiều view là cái quán này rất là đẹp, có cái đèn chiếu như là quán này, nhưng thực tế nó là quán karaoke, anh em hiểu không? Ok. Hơi bị hay luôn, hơi bị tình cảm luôn nha. Khúc này mình với anh ấy đang hát thì mình bất ngờ mình thấy nha, Thông đang ôm chồng mình nha mọi người. Hết chuyện rồi, hết nói rồi. Để cho ôm vậy luôn đó. Mọi người có thấy những gì mình đang thấy không? Mình thấy mọi người cũng phải thấy đúng không? Đấy, ba ông này kiểu hơi bị quậy trong cái quán này luôn á mọi người. Đang nhạc rap nha, đang hát rap nha. Đó, nhảy hơi bị sung nha anh em. Trời ơi, thề luôn, ba đứa con gái tụi mình nó coi mà cười. Cười mà cười lộn cuộc luôn. Nhay thực sự luôn. Thì lúc này mình kiểu không biết nói gì. Thì đừng quan tâm bồ mình như thế nào nha mọi người.